hỗ trợ xử lý quả đồng đen, đồng nhớt. Chợ thấy của vuông của ông anh này bị đóng mà thảo tàn đổ sập á, vuông mình nó nhiều tảo quá rồi nó chết, nó chìm đáy rồi, con cua nó dùi với nó bị ngập oxy luôn. Này chắc cái đáy đèn lắm chú. Không khỏe. Coi cua ha. Ừ, giờ mình đẩy lại đi. Đó. Đúng sạch chân ha. Nó đóng kia không? Ừ, nó đóng. Ừ, chặt ra. Vô bắt mà không dám bắt. Ủa kẹt ra, quất cái nó đẻo à. Cái rung càng sẵn, rung càng lên này. Quỳnh thì mới sẵn. Vậy là sao mà một tuần lễ mình đánh cái men gốc nó lại là nay cua mình nó trắng lại phải không chú? Trắng lại hoàn toàn ha. Ồ nó kẹp quá, nó kẹp với nhau quá. Em gu cho nó nhả rồi nè. Một cái lú 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy con cua này một lứa không chú hay là trước sau? Một lứa một mà thả hai chỗ. Hai chỗ hả? Đúng rồi, thả hai chỗ. Ngày mà thả hai giữa khác nhau. Hai giữa khác nhau, ừ. Cua trắng lại ha. Cua trắng rồi. Đây là của chú Diệp, ở đây là của xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ừ. Chú cho con hỏi vừa gọi đó chú, mình xử lý cái con cua bị đóng gông, đóng đen đó chú. Ừ. Chú thấy xài cái men gốc là hiệu quả không chú? Cái này nè, cái này nó nhỏ chứ nó chất lượng lắm ạ. Xài nó thấy gì nó kết quả lắm, tại vì có xài rồi. Ừ. Cái này mình ủ chạy oxy, còn cái này khỏi tạt, thấy kết quả cũng hay. Cái này là cái men gốc 3979 ha. Là chú chạy oxy bằng mấy ký mặt đường chú? Thì cho chừng 3 ký mặt đường à. Chú đánh bao lâu thì con cua mình nó hết đóng đen? Khoảng có 1 tuần. Khoảng 1 tuần hết. Ừ. Mừng không chú? Mừng chứ. Mừng thì mua nữa nè. Ừ. Chú hổm là thấy con cua đóng gông, đóng đen. Bây giờ nãy mới dở vô thao nãy đó. Sau tuần lễ là thấy nó trắng lại ha. Đúng rồi, trắng. Mà hai cái này nè. Chú thấy khoái nhất là cái nghe nói chú khoái men gốc này lắm hả? Đúng rồi, cái này men gốc nhỏ thấy gì nó tốt á. Tại vì cái này nó cao hơn, nó phải giá tiền nó cao hơn, tốt hơn rồi. Tại vì nó mắc tiền lên. Đúng rồi, tốt hơn rồi. Còn cái này thì nó cũng được, phải chọn hai cái này lại. Chọn hai cái này lại đánh là hiệu quả phải không chú? Đúng rồi, hai cái này lại. Chú đánh xử lý hai gói này cho bao nhiêu công vậy chú? 10 công. 10 công đất chu vi á. Mình tạc mấy giờ chú? Tạc khoảng 8 giờ. 8 giờ 7, tối. 7 giờ tối. Ừ. 7 giờ tối tạc. Nó hiệu quả. Rồi bữa nay thì con coi đây con cua nè, này con cua bữa nay nó cũng hết đóng rồi ha. Trắng này nó trắng lại ha. Cua nhỏ quá. Nó bị da đen. Có không? Chưa có sử dụng dòng men con là cua nó đen. Ừ. Thì không biết gây bây giờ biết sử dụng rồi mình sử dụng cái này. Rồi đó cua nè. Rồi đây nè cua này cũng mới vô nè, mới vô nè, con này sáng sáng chút đi nè, mới vô nè. Trắng là cua trắng là ăn tươi rồi. Cầm cua lên thấy gồng chết không? Nó đóng cái gì á, đóng cái mình đó nè, đóng ba cái gì mà tao chết là lợn cợn lợn kỳ lắm này nè. Ngoài giờ nó hết rồi nè, mày xin. Nó lạnh, con cua mình không lớn luôn phải không chú? Nè, tôm nè. Con coi nè, con tôm à. Con coi nè. Chắc này nè. Dạ. Nghe đâu rồi? Này là nó... Hôm nay là cái khí độc của vuông của chú đã hết rồi. Cái nó đang màu vàng là không có khí độc. Mà gốc con cơ này nó chuyển vàng à. Bữa hổm là nó màu xanh rồi. Xanh chấm nó về 0.0 là nó đã xong tuần lễ, nó đã hết
hết cái gốc hữu cơ độc. Dạ. Yeah. pH bữa nay thì 8 chấm ổn rồi đó. Rồi bữa nay cua mình đã hết luôn rồi. Rồi. Cua hết đống đen rồi, tức là chứng tỏ là đánh mang gốc này nó là hiệu quả.